Này thiện hiện, nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thành tựu tác ý Bồ Đề vô thượng, thì thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, chẳng quý trọng sắc, chẳng quý trọng thọ tưởng hành thức, chẳng quý trọng nhãn xứ, chẳng quý trọng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng quý trọng sắc xứ, chẳng quý trọng thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng quý trọng nhãn giới, chẳng quý trọng nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng quý trọng sắc giới, chẳng quý trọng thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng quý trọng nhãn thức giới, chẳng quý trọng nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng quý trọng nhãn xúc, chẳng quý trọng nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng quý trọng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng quý trọng các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng quý trọng địa giới, chẳng quý trọng thủy hỏa phong không thức giới, chẳng quý trọng duyên tánh duyên khởi, chẳng quý trọng các tướng tốt phụ thuộc, chẳng quý trọng pháp hữu sắc vô sắc, chẳng quý trọng pháp hữu kiến vô kiến, chẳng quý trọng pháp hữu đối vô đối, chẳng quý trọng pháp hữu lậu vô lậu, chẳng quý trọng pháp hữu vi vô vi, chẳng quý trọng pháp thế gian xuất thế gian, chẳng quý trọng ngã, chẳng quý trọng hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy, chẳng quý trọng đồ chúng, chẳng quý trọng quyến thuộc, chẳng quý trọng bố thí ba la mật đa, chẳng quý trọng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng quý trọng mười thiện nghiệp đạo, chẳng quý trọng bốn tịnh lự, chẳng quý trọng bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng quý trọng năm thần thông, chẳng quý trọng bốn niệm trụ, chẳng quý trọng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng quý trọng tám giải thoát, chẳng quý trọng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng quý trọng pháp môn giải thoát không, chẳng quý trọng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng quý trọng thánh đế khổ, chẳng quý trọng thánh đế tập diệt đạo, chẳng quý trọng pháp không nội, chẳng quý trọng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng quý trọng trơn như, chẳng quý trọng pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ.